Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Xuyên Mộc để nghe báo cáo xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tỉnh lộ 328. Cuộc họp do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 328 qua xã Phước Thuận và thị trấn Phước Bửu có 149 hộ với tổng diện tích gần 9.000 m2 bị giải tỏa. Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ và đền bù một lần giá đất nông nghiệp theo giá đất cụ thể cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án với kinh phí trên 28 tỷ đồng. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với phương án hỗ trợ và đền bù một lần cho các hộ dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc tiếp tục đo đạc, xác định rõ phần đất nào đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lên phương án bồi thường. Đối với diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nhanh chóng xem xét nguồn gốc, thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.